Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, ngành may cả nước gặp một số khó khăn trong việc gia công sản phẩm. Các doanh nghiệp dệt may ở Hưng Yên cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ vẫn có những đơn hàng và giá thành gia công ổn định để tiếp tục mở rộng xưởng sản xuất, đồng thời luôn quan tâm tới đời sống công nhân. Dù quê và nơi ở không phải tỉnh Hưng Yên, phải đi xe máy mất 40 phút mới đến nơi làm việc, song chị Vũ Thị Nga đã 18 năm gắn bó với công ty cổ phần Tiên Hưng. Được biết tại đây, không chỉ có lao động ở huyện Tiên Lữ mà còn tại các địa phương khác như huyện Ân Thi, Phù Cử, thành phố Hưng Yên và cả tỉnh Hải Dương. Tôi quê ở Thanh Miện, gần khu nhà tôi có rất là nhiều công ty nhưng tôi không làm. Tôi gắn bó ở đây là công ty có nhiều chế độ ưu đãi. Ví dụ như tiền xăng xe, tiền con nhỏ, tiền nhà ở. Cải thiện điều kiện làm việc và các chính sách đãi ngộ hoặc thưởng Tết tháng lương thứ 73 chính là điều kiện quyết định để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Chỉ riêng Tết Nguyên đán năm nay, công ty Tiên Hưng đã dành quỹ lương khoảng 44 tỷ đồng để thưởng cho người lao động với mức thưởng bình quân từ 18 đến 20 triệu đồng một người. Năm nay tôi được thưởng 28 triệu và mọi người được khoảng hơn 20 triệu và có cao hơn năm ngoái một chút. Với mức lương bình quân khoảng 9,3 triệu đồng một người trên tháng của công nhân công ty Tiên Hưng trong 3 năm nay, thống kê cho thấy gần 100 hộ gia đình có hai vợ chồng đều làm ở công ty là gần 20 triệu đồng một tháng. Thưởng Tết của cả hai vợ chồng là 40 triệu đồng thì sẽ có thu nhập khá so với mức bình quân chung hiện nay. Mức thu nhập của chúng tôi hàng tháng thì cũng cái thứ nhất là đủ đáp ứng cuộc sống gia đình và cũng có những cái tích lũy. Đến thời điểm này thì tôi đã mua được mảnh đất và xây được căn nhà. Nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm giờ làm từ 10 tiếng xuống còn 9,5 tiếng một ngày mà vẫn tăng thu nhập và các chế độ khác. Thời gian qua, công ty liên tục đầu tư các thiết bị hiện đại như máy bổ túi tự động, máy cắt chỉ tự động, máy chuyên dùng điện tử, máy nhồi lông vũ tự động, sắp xếp lại dây chuyền công nghệ, phát động các phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong từng bộ phận để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Quan tâm đặc biệt đến các chế độ thưởng, tức là thay đổi cách thưởng cho người lao động. Khích lệ thưởng nó tạo ra cái động lực cho sản xuất. Chúng tôi quan tâm như là những cái hộ gia đình khó khăn thì thường là các tổ chức công đoàn thường thăm hỏi động viên, hoặc là những cái lễ kỷ niệm của đất nước thì chúng tôi hay tổ chức cái chương trình. Về tiền lương người lao động thì năm nay thì so năm 2018 thì chúng tôi cũng đều tăng trưởng và người lao động cũng an tâm, và chúng tôi xác định là người lao động là số 1 và xác định là Tiên Hưng phải là một ngôi nhà chung cho toàn thể hơn 2.135 cán bộ nhân viên trong toàn công ty. Năm 2019, công ty cổ phần Tiên Hưng đầu tư hơn 100 tỷ đồng để xây dựng thêm hơn 20.000 m2 nhà xưởng và các thiết bị may hiện đại với mục đích thu hút thêm từ 600 đến 700 công nhân. Đến tháng 3 năm nay, dự kiến dây chuyền hoạt động. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đưa Tiên Hưng trở thành một doanh nghiệp may mạnh trong toàn quốc.